Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube chính thức của Báo Công Thương. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong vụ án liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai, một câu hỏi đang được dư luận quan tâm là tung tích võ thị Diễm My hiện giờ ra sao? Trước đó, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An có thông báo truy tìm võ thị Diễm My, sinh năm 1999, thường trú tại 15/2 đường số 20 khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở khác 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Cuối năm 2019, một nhóm người đã đến tỉnh thất bồng lai để tìm võ thị Diễm My, trong đó có cha mẹ của Diễm My. Theo đó, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu đã xảy ra xô xát. Việc mất tích bí ẩn của cô gái này đã để lại một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, bà Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ ruột Diễm My cho biết, Diễm My vốn là cô bé hiền lành, thông minh, phụ giúp ba mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà và có em trai. Gia đình vốn sống rất hòa thuận và yêu thương nhau, Trước khi đến tỉnh thất Bồng Lai, Diễm My là một cô sinh viên năm ba tại một trường đại học có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đã chuẩn bị giấy tờ chờ cháu đi nước ngoài du học, thế nhưng mọi thứ đều tan vỡ từ khi Diễm My gặp được nhóm người Lê Tùng Vân và các đệ tử. Theo bà Mai, năm 2019, gia đình bà đi thiện nguyện ở Vũng Tàu. Ngay trong đợt này, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong tỉnh thất Bồng Lai. Từ đó, Diễm My thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về tỉnh thất để học giáo lý tu tập 3 ngày mỗi tuần. Bà Mai nói thật buồn khi Diễm My đã tin vào những điều viển vông, thậm chí bỏ luôn cả chuyến du học mà gia đình đã chuẩn bị sẵn. Bà Mai cho rằng trong vài đoạn clip trên YouTube, Diễm My đã nói về cha mẹ mình một cách bất hiếu, không đúng sự thật, khiến bà Mai và ông Võ Văn Thắng, ba của Diễm My cảm thấy sốc và tổn thương. Theo đó, vào giữa tháng 12 năm 2019, sau khoảng thời gian sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, gia đình có đến đây để yêu cầu Diễm My trở về nhà. Bà Mai chia sẻ con về nhà trong được khoảng thời gian 6 tháng, từ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Sau đó, cháu đã tìm đủ mọi cách bỏ nhà đi từ việc trốn bằng cửa sổ trong nhà vệ sinh cho đến việc bỏ trốn từ tầng 3. Ông Võ Văn Thắng, ba ruột của Diễm My chia sẻ, gia đình luôn tạo mọi điều kiện cho cháu. Cháu nói muốn đi du học thì gia đình cũng tạo điều kiện cho cháu sang nước ngoài du học. Nhưng vào đêm trước khi chuẩn bị lên máy bay du học, cháu đã rời khỏi nhà. Ngay trong đêm, tôi cùng vợ mình đã gọi điện cho con gái để khuyên ngăn, nhưng cháu cương quyết không chịu đi du học mà muốn đi tu tại tỉnh Thất Bồng Lai do cháu tìm được cái gọi là ánh sáng tại đây, theo như lời cháu nói. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, tôi và vợ đến tỉnh Thất Bồng Lai để khuyên con trở về. Tuy nhiên, vừa nói được vài lời khuyên bảo cháu trở về thì nhóm người trong tịnh thất đã dẫn con gái tôi rời đi. Vài ngày sau, tôi cùng vợ và anh chị em họ hàng, bà con đến tịnh thất tìm Diễm My, nhưng nhóm người này tìm đủ mọi lý do để ngăn cản và còn vu khống vợ chồng tôi ăn cắp số tiền 300 triệu đồng và yêu cầu bồi thường. Ông Thắng cho hay, chưa dừng lại, vào giữa tháng 12 năm 2019, như lời vợ tôi kể, cháu về nhà được 6 tháng, thì đến tháng 6 năm 2020, cháu My lại tiếp tục bỏ trốn đến tịch thất. Sau đó, cháu My không rõ do ai suối, đã quay video mắng chửi gia đình, còn vu khống cho tôi có những hành vi sảm sỡ đối với cháu và đăng lên nền tảng YouTube. Điều này khiến người làm cha làm mẹ vô cùng đau lòng. Bà Mai ngậm ngùi nói, khoảng giữa thời gian tháng 6 năm 2020, tôi nhiều lần liên lạc cho nhóm người trong tịnh thất để bày tỏ mong muốn được gặp con, cũng như đưa cháu trở về đoàn tụ gia đình. Nhưng mọi hy vọng của tôi đều vô ích khi không có sự phản hồi từ bên tịnh thất. Gia đình cũng từng thuê thám tử, nhờ đến phương pháp tâm linh để tìm con nhưng đều không thành. Trước sự mất tích bí ẩn của người con gái trong suốt hơn 4 năm nay, mẹ của Diễm My bày tỏ, cháu My đến tỉnh Thất Bồng Lai để tu tập và mất tích từ đó. Do đó, hy vọng các cơ quan chức năng giúp gia đình tiếp tục tiến hành truy tìm tung tích của con, đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với tỉnh Thất Bồng Lai để con sớm được đoàn tụ với gia đình. Vượt qua mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy đỏ khóc nức nở tìm nơi để cầm cố xe máy. Đoạn video đã nhanh chóng nhận được 1,5 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. đa phần cộng đồng mạng bày tỏ sự cảm thương trước hoàn cảnh éo le của anh. Theo tìm hiểu, người đàn ông trên là anh Lê Quách Đạo 44 tuổi, hiện đang là công nhân ở khu công nghiệp Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh quê gốc An Giang cùng vợ và các con di cư đến Bình Dương, thuê trọ sống từ năm 2019. Sáng ngày 4 tháng 5, con trai cả của anh là cháu TDA 20 tuổi, qua đời do bệnh hô hấp. Hai vợ chồng như chết lặng, đau đớn xé lòng, khóc nứt nhưng phải chạy vạy khắp nơi, lo hậu sự cho con. Trước cùng ngày, họ được nhóm thiện nguyện mai táng không đồng ở thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ đưa cháu A về quê nhà An Giang. Tuy nhiên, cặp vợ chồng vét sạch tiền cũng không đủ để làm mộ cho con trai đất an táng họ buộc phải nhờ người họ hàng. Không còn cách nào khác, anh Đạo dự định cầm xe máy để lo hậu sự. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại vào trưa 4 tháng 5. Trong lúc anh đang tìm chỗ cầm xe, gương mặt đầm đầy nước mắt, cảm thương trước hoàn cảnh của anh, nhóm thuyền nguyện đã đứng ra quyên góp mạnh thường quân được 20 triệu đồng. Theo báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, Đại diện nhóm thiện nguyện cho biết chị nhận được cuộc gọi nhờ mai táng ca bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương vào sáng 4 tháng 5. Nhóm đã chuẩn bị đưa em A về nơi ăn nghỉ cuối cùng hỗ trợ quan tài. Qua thăm hỏi, nhóm biết được gia đình anh khó khăn nên đã vận động được 20 triệu đồng. Hiện đã chuyển cho người xây mộ phần 16 triệu đồng. Số tiền còn lại nhóm muốn gửi anh Đạo sau khi anh trở về Bình Dương. Người đại diện cho biết anh Đạo gia cảnh vô cùng khó khăn, hai vợ chồng chỉ làm công nhân thợ vụ, tiền nông vô cùng bấp bênh. Bản thân là đang mắc bệnh suy thận khiến tình thế ngặt nghèo. Tuy nhiên anh Đạo đã từ chối bởi bản thân còn sức lao động. Anh chỉ muốn nhận đúng số tiền xây một phần cho con, còn lại số tiền anh muốn gửi lại cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Phó Giám đốc Sở Y tế Võ Thị Ngọc Lắm cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, kết quả xét nghiệm đa phần các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy từ tiệm bánh mì bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, ngoài ra một số mẫu khác nhiễm vi khuẩn E. coli và một số vi khuẩn khác. Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi PHM, 14 tuổi, một trong những bệnh nhân của vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh. Theo báo Việt Nam Net đưa tin, phần lớn các mẫu thực phẩm lấy từ cửa hàng bánh mì Cô Băng, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh và các mẫu bệnh phẩm lấy từ các bệnh nhân nhập viện điều trị có tỷ lệ nhiễm khuẩn Salmonella cao, một số mẫu khác nhiễm khuẩn E. coli. Cụ thể, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cấy phân tìm tác nhân gây ngộ độc trên 29 mẫu bệnh phẩm do Bệnh viện và Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 16 trên 29 mẫu dương tính đồng thời với hai chủng vi khuẩn Salmonella và E. coli, 9 trên 29 mẫu dương tính với vi khuẩn E. coli. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Cô Băng khi vụ ngộ độc xảy ra do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, ghi nhận 4 trên 8 mẫu thực phẩm như ba thịt lợn đã qua chế biến, chả lụa, dưa muối chua có kết quả phát hiện vi khuẩn Salmonella. Do đó, Sở Y tế Đồng Nai kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến vi khuẩn Salmonella. Tính đến chiều ngày 6 tháng 5, trong số 568 bệnh nhân nhập viện và đến khám liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai, đã có gần 4 trường hợp bệnh nhân sức khỏe ổn định được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Theo báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, vi khuẩn Salmonella có trong thực phẩm, nguồn nước ô nhiễm. Thời gian ủ bệnh khi nhiễm Salmonella là từ 6 đến 72 giờ sau khi ăn. Thông thường từ 18 đến 36 giờ sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau quàng bụng, tiêu chảy, ấn lạnh sốt, một số ít người còn bị buồn nôn, ói mửa. Các triệu chứng trên thường kéo dài từ vài ngày đến một tuần, trong đó tiêu chảy có thể kéo dài tới 10 ngày. Một số ít trường hợp có thể bị biến chứng nặng. Nếu nhiễm Salmonella lan rộng xuyên qua ruột có thể dẫn đến tử vong. Salmonella là một loại vi khuẩn gây ra bệnh tiêu chảy thường xuất hiện qua đường ăn uống. Khi xâm nhập vào cơ thể, Salmonella sẽ sinh ra độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Theo tổ chức y tế thế giới, ngộ độc Salmonella có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như mất nước nặng, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Đặc biệt trẻ em và người già là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngộ độc Salmonella do hệ miễn dịch của họ còn yếu. Vi khuẩn Salmonella thường có trong thịt gia súc, gia cầm sống hoặc chưa được nấu chín. Ngoài ra vi khuẩn này cũng có thể lây nhiễm qua rau củ quả chưa được rửa sạch hoặc chưa được tiệt trùng để phòng ngừa ngộ độc salmonella người dân cần lưu ý ăn chín uống chín đặc biệt là thịt gia súc gia cầm trứng và hải sản rửa sạch tay trước khi chế biến và ăn uống rửa sạch rau củ quả trước khi ăn bảo quản thực phẩm đúng cách